đơn vị Bắc Ninh. Các vận động viên chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Công bố kết quả, vận động viên Trần Thị Ánh, đơn vị Bắc Ninh giành chiến thắng. Trận thi đấu thứ 37 ở hạng cân 60 nữ giữa hai vận động viên Mai Hoàng Thanh Trúc, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh gặp vận động viên Đặng Thị Hiền, đơn vị Quân đội. Các vận động viên chuẩn bị. Công bố kết quả, Đặng Thị Hiền, đơn vị Quân đội giành chiến thắng. Chúc mừng Đặng Thị Hiền đã có chiến thắng tiếp theo cho mình. Trận thi đấu thứ 38 ở hạng cân 60 nữ giữa hai vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Trang đến từ đơn vị Huế gặp vận động viên Phạm Thị Thùy Linh đến từ đơn vị Thái Bình. Các vận động viên chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Công bố kết quả, vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Trang, đơn vị Huế giành chiến thắng. Trận thi đấu thứ 39 ở hạng cân 60 nữ giữa hai vận động viên Nguyễn Thị Hồng Ngọc, đơn vị Hà Nội gặp vận động viên Lê Thị Nhung, đơn vị Thanh Hóa. Trận đấu bắt đầu.
đơn vị Hà Nội giành chiến thắng. Trận thi đấu thứ 40, hạng cân 65 nữ giữa hai vận động viên Lê Thị Phương Huệ đơn vị Hà Nội gặp vận động viên Phạm Thị Thúy Hà đơn vị Thanh Hóa. Các vận động viên chuẩn bị. Bắt đầu. Công bố kết quả, vận động viên Phạm Thị Thúy Hà, đơn vị Thanh Hóa giành chiến thắng. Trận thi đấu.